Xin kính chào quý vị và các bạn. Khối không khí lạnh tăng cường vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống nước ta. Trên nền không khí lạnh cũ vẫn còn đang mạnh, có thêm không khí lạnh mới bổ sung xuống, lại kết hợp với rãnh gió Tây trên cao di chuyển sang, nên toàn bộ khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục duy trì rét hại trên diện rộng. Dự báo trong ngày và đêm nay, mức nhiệt cao nhất trên toàn khu vực chỉ trong khoảng từ 11 cho đến 14 độ C. Về đêm và sáng, nền nhiệt rất thấp từ 8 đến 11 độ, vùng núi chỉ từ 4 cho đến 7 độ, có nơi dưới 0 độ. Vì vậy, quý vị vẫn tiếp tục các biện pháp chủ động giữ ấm, bảo vệ sức khỏe cho người, vật nuôi, cây trồng. Nằm trong xu thế thời tiết của khu vực, thủ đô Hà Nội ngày hôm nay trời nhiều mây, có mưa, đêm có mưa nhỏ. Nhiệt độ ngày đêm trên thành phố dao động không nhiều, duy trì ở mức thấp chỉ từ 11 cho đến 13 độ, cộng với độ ẩm không khí cao nên quý vị sẽ cảm thấy rét buốt. Lui xuống Trung Bộ, ngày hôm nay, rét hại tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, với mức nhiệt cao nhất trong ngày tại đây không vượt quá 14 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, trời vừa mưa vừa rét đậm, mức nhiệt không quá 17 độ. Còn khu vực từ Đà Nẵng trở vào cho đến Khánh Hòa thì mức nhiệt cũng dưới 25 độ. Chỉ riêng tại khu vực Ninh Thuận, Bình Thuận, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 27 cho đến 29 độ. Thành phố biển Đà Nẵng ngày hôm nay trời vừa mưa vừa rét, mức nhiệt trên thành phố cũng chỉ từ 18 cho đến 22 độ, cảm giác rét duy trì cả ngày và đêm, dự báo phải sang tuần sau, mưa giảm và trời ấm dần lên. Lũi xuống phía Nam, thời tiết tiếp tục duy trì ổn định, mức nhiệt trưa nay ở khu vực Tây Nguyên từ 27 cho đến 29 độ, còn lại các tỉnh thành Nam Bộ, nền nhiệt sẽ từ 33 cho đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh trưa nay nắng mạnh, nhiệt cao trong khoảng từ 33 cho đến 34 độ, mang đến cảm giác khá oi nóng. Phải đến tối và đêm khi nắng tắt, nhiệt giảm thì không khí mới thoáng mát trở lại. Khép lại bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại. We'll be right back.